Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Soluto Mẫu xe sedan hạng B Trong một tầm tiền trên dưới 400 triệu Thời điểm tháng 1 này Hết chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp Giá xe lăn bánh ra biển số và chi phí trả góp đã có sự thay đổi Cụ thể giá lăn bánh sẽ cao hơn so với tháng trước Khoảng tầm 2-30 triệu tùy từng địa phương Đồng thời anh em nào mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em bỏ ra cũng sẽ nhiều hơn so với thời điểm trong tháng 12 đợt giảm thuế vừa rồi. Và cụ thể chính sách bán hàng áp dụng cho từng phiên bản Kia Soroto thời điểm đầu tháng 1 này như thế nào? Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Kia Soroto có tất cả là 4 phiên bản để anh em lựa chọn. Trong đó thì có hai phiên bản là số sàn. Với phiên bản số sàn thì anh em có thêm một số tùy chọn trang bị phanh phụ cái này thì anh em nào thực sự quan tâm đến cái trang bị phanh phụ thì liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Còn trong video em sẽ cập nhật những phiên bản cơ bản. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Suroto bản MT. Phiên bản thứ hai đó là Suroto bản MT Deluxe. Hai phiên bản này là số sàn. Phiên bản thứ ba đó là chiếc Soloto bản AT Deluxe. Phiên bản thứ tư cao nhất đó là chiếc Soloto bản AT Luxury. Chính sách bán hàng của hãng xe Kia phân vùng thị trường. Anh em lưu ý em luôn luôn nhắc lại cái điều này trong tất cả các video để anh em có thể nắm được anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom đại lý ở nơi đó thôi hi hữu lắm có trường hợp mình mới bán vượt vùng được và hiện tại bên em có cơ sở hà nội và thành phố hồ chí minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em anh em có nhu cầu lấy kia soloto bản nào màu gì anh em xem video của em tại điểm nào thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em bên em sẽ kiểm tra kho xe cho anh em để cập nhật cho anh em màu xe tại điểm đó và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc Suroto bản MT số sàn. Tại thời điểm tháng 1 năm 2024 này, giá bán cho anh em vẫn đang ổn định so với tháng 12 vừa rồi và giá bán là 386 triệu. Nhưng thời điểm này anh em đã hết hỗ trợ thuế rồi và giá, xe lăn bánh ra biển số sẽ cao hơn. Cụ thể, anh em ở Hà Nội sẽ là 457 triệu, ở các tỉnh áp thuế 12% là 437 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 429 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 449 triệu. Giá xe ra biển số năm đánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em, chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài. Đối với anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Sonuto bản MT, anh em được vay ngân hàng tối đa 85% giá trị xe. Như vậy thì anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký và số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 129 triệu, ở các tỉnh áp thuế 12% là 109 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 101 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 120 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 5,4 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy với mức vay tối đa 85%, cụ thể anh em sẽ vay được số tiền là 328 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 3,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sonato bản MT Dinax. Giá bán tháng 1 này vẫn ổn định so với tháng 12, cụ thể giá bán là 418 triệu. Với giá bán này, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương đã có sự thay đổi khi mà hết hỗ cho thuế và cụ thể giá lan bánh sẽ như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 493 triệu, ở các tỉnh áp thuế trăm là 473 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 464 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 484 triệu. Giá xe ra biển số em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và đối với những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Kia Sonoto bản MT Đenac, anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất như sau so. anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 137 triệu ở các tỉnh áp thuế 12% là 118 triệu ở các tỉnh áp thuế 10% là 109 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 128 triệu đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 5,8 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 355 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,5 triệu trong đó thì gốc chỉ đều hàng tháng trong 8 năm là 3,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo phiên bản thứ ba em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Sunoto bản AT Deluxe giá bán thời điểm tháng 1 2024 này vẫn không thay đổi so với tháng 12 vừa rồi. Cụ thể giá bán là 439 triệu. Với giá bán này, giá xe ra biển số đang bánh tại các địa phương khi anh em hết độ trợ thuế sẽ như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 517 triệu, ở các tỉnh áp thuế 12% là 498 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 488 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 508 triệu. Đối với anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 144 triệu ở các tỉnh áp thuế 12% trăm là 125 triệu ở các tỉnh áp thuế 10% trăm là 115 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 135 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 6,1 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 373 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,8 triệu trong đó gốc chia đều là 3,8 triệu và lãi xuất tháng đầu tiên là 3 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và phiên bản cuối cùng em cầm nhật chỉ sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sonato bản AT Luxury giá bán tại thời điểm đầu tháng 1 là 462 triệu như vậy vẫn không thay đổi so với tháng 12 vừa rồi nhưng giá xe ra biển số lăn bánh đã tăng lên khi mà anh em không còn được hỗ trợ thuế cụ thể giá lăn bánh sẽ như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 543 triệu ở các tỉnh áp thuế 12% là 523 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 513 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 532 triệu. Anh em mua trả góp chiếc xe ô tô bản luxury, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 150 triệu, ở các tỉnh áp thuế 12% là 130 triệu, ở các tỉnh áp thuế 10% là 121 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 140 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ mua thêm bảo hiểm thân vỏ, năm đầu tiên chỉ đã là 6,4 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng với vay tối đa là 392 triệu Trong thời gian vay tối đa 8 năm Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,2 triệu Trong đó gốc chi đều là 4 triệu Và lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sonoto tại thời điểm đầu tháng 1 năm 2024 này hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em